Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Quý vị có câu hỏi gì hay không? Đặc biệt là về việc thực hành tùy niệm Phật. Đối với người biết thực hành tùy niệm Phật á, thì đây là một đề mục rất hạnh phúc. Tức là chúng ta thực hành đem lại sự an lạc ghê gớm lắm. Đem lại sự bình an, đem lại sự không sợ hãi, hay dữ lắm. Nhưng nếu như chúng ta không nắm được kỹ thuật để thực hành thì chúng ta sẽ thấy là nó quá rắc rối, và thậm chí là chất quớt đối với chúng ta. Và khi sư hướng dẫn đề mục tùy niệm Phật, bây giờ cái trải nghiệm của sư nó khác với khi sư hướng dẫn đề mục tùy niệm Phật cách đây khoảng 4 hoặc 5 năm. Mà sư thấy quý vị improve, thì không biết là quý vị có cái sự cảm nhận khi thực hành đề mục tùy niệm Phật hay là không, hay mình chỉ đơn thuần học chỉ để học thôi. Câu hỏi về việc cúng dường đặt bát đến các vị sư đi khất thực. Khi quý vị thấy một vị sư ôm bát đi khất thực á, thì quý vị nên dâng cúng đồ ăn mà vị đó có thể ăn được. Hạn chế, nói cái này hơi kỳ, nhưng mà hạn chế mì gói. Sư đi khất thực thường xuyên, mà quý vị nghĩ là mỗi một lần sư đi về là sư ôm tầm cũng phải nửa thùng mì gói, mà làm sao mà sư ăn hết được mấy thứ đó. Đó. Cho nên nếu như mà bớt được mì gói thì bớt. Cái thứ hai là cái đồ ăn gì á mà nó gọi là nó có dinh dưỡng. Chứ còn mà quý vị chơi nó toàn ba cái bì căng. Sư không có phản đối cái chuyện ăn chay nha. Tức là ăn chay cũng ok với sư. Nhưng cái vấn đề là mình ghé mấy cái tiệm đồ chay á, mà nó toàn ba cái bì căng rồi ba cái đồ chay làm sẵn á, nó độc lắm. Thì khi mình mua đồ ăn cúng dường các sư, mình chịu được khó để ý. Rồi những cái nào á mà mình nhắm, mà mình thích, mình thấy nó ngon, mình muốn cúng dường thì mình cứ đặt bát cúng dường. Nói chung thì quý vị thấy một vị sư đi khất thực, mình chỉ cần để đồ ăn cho vị đó thôi, không cần cái gì khác hết. Khi tùy niệm Phật thì nên niệm Á Ra Hăng hay nên niệm cả Á Ra Hăng và Samma Sambuddho? Và khi niệm Á Ra Hăng thì tưởng nghĩ đến việc thoát khỏi sanh tử luân hồi có được hay không? Khi chúng ta thực hành đề mục tùy niệm Phật á, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc lựa chọn một tính chất trong một ân đức. Ví dụ như ân đức A-la-hăng, thì trong đó đó nó có nhiều tính chất, có nhiều ý nghĩa. Thì khi chúng ta mới bắt đầu á, chúng ta lựa chọn lấy một ý nghĩa, sau đó tâm của chúng ta chìm sâu ở trong đó. Ví dụ như khi chúng ta suy tưởng về A-la-hăng, chúng ta có thể suy tưởng một cái ý nghĩa này mà chúng ta ngồi cả buổi thiền, là Đức Thế Tôn ngài gọi là A-la-hăng bởi vì ngài là bậc thức tỉnh. Và khi đó đó, tâm của chúng ta đó chìm ở trong suy tư đó, chìm trong suy tư đó. Nhờ như vậy tâm được định nhưng vẫn tỉnh táo. Khi đó đó, chúng ta nương nhờ Đức Phật, suy tưởng về Đức Phật, hướng tâm về Đức Phật, chỉ với cái ân đức đó, liên tục tập trú, an trú tâm vào trong đó. Dài ngắn tùy người. Có người á, thì họ có thể an trú trong đó, cả một tiếng đồng hồ.
Nhưng có những người thì chỉ vài phút là hết. Thì khi hết, họ chuyển sang đặc tánh tiếp theo. Ví dụ như Đức Thế Tôn gọi là A-ra-hăng bởi vì Ngài xứng đáng cho chúng sanh cúng dường lễ bái. Khi đó tâm của chúng ta tưởng về Ngài, hướng về Đức Phật và hướng về đặc tánh là Ngài xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. Mình chìm ở trong dòng suy tưởng đó, hướng tâm về. Khi đó đó, chúng ta sẽ có niềm an lạc phát sanh. Và chúng ta chìm như vậy đó, đến khi mà nó hết rồi thì chúng ta lại qua cái ân đức tiếp theo. Ví dụ như Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn gọi là Samma Sambuddho bởi vì Ngài đã giác ngộ không thầy chỉ dạy. Khi đó trong tâm của chúng ta, hình ảnh của Đức Thế Tôn hiện lên với đặc tánh là Ngài là một vị giác ngộ không thầy chỉ dạy. Hình ảnh của Ngài trong tâm chúng ta trở nên cao thượng, trở nên vĩ ngạn, và chúng ta suy tưởng, chìm đắm trong, ngắm nhìn cái ân đức đó trong tâm chúng ta. Sử dụng từ là ngắm nhìn ân đức đó trong tâm chúng ta. Giống như một người hâm mộ mà nhìn thấy thần tượng của mình, rồi họ ngắm nhìn thần tượng. Thì một cách đại loại như vậy, chúng ta chìm đắm, chúng ta ngắm nhìn cái đức của Đức Phật ở trong tâm chúng ta, và chúng ta định ở trong đó. Thời gian lâu mau tùy mỗi người. Rồi sau đó, chúng ta mới chuyển qua đặc tánh tiếp theo. Tức là việc thực hành của chúng ta là việc thực hành theo tuần tự. Mỗi một đặc tánh có từng ý nghĩa khác nhau, và chúng ta thực hành theo tuần tự. Và nhớ, chúng ta thực hành tùy niệm Phật, nó không phải là chúng ta cứ réo gọi mãi một Phật hiệu. Ví dụ như A-ra-hăng, 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 mà mình không phát triển trí tuệ để hiểu ý nghĩa của nó, và mình gọi là mình thể nghiệm. Sư tạm dùng cái từ thể nghiệm, bởi vì đối với sư nó giống như là chúng ta múc một muỗng canh lên mà chúng ta cứ niệm liên tục canh 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 canh, nó không đúng. Mà chúng ta phải húp miếng canh đó, thì khi đó cái vị của canh nó mới ngập ở trong miệng chúng ta, chúng ta mới trải nghiệm được. Thành ra khi quý vị thực hành đề mục tùy niệm Phật, không phải mình cứ liên tục niệm đi niệm lại, tụng đi tụng lại A-ra-hăng, 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 mà mình phải chìm vào trong đó, chìm vào trong từng đặc tánh đó. Nó giống như là một người chìm vào trong ân đức của Đức Phật vậy đó. Mình ở dưới hào quang của Ngài, mình nương tựa Ngài, thì khi đó đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái ân đức. Khi tùy niệm ân đức Sugato thì con cảm thấy xúc động và rơi nước mắt. Sư cho con hỏi là con đang ở trạng thái nào và trạng thái này có ảnh hưởng gì đến việc tu tập tùy niệm ân đức Phật hay không? Nó có nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta bị chảy nước mắt. Thứ nhất là do tâm sân, như là một người khóc, một vị đang khóc thì đó là thuộc về tâm sân. Cái thứ hai là khi một người bị bệnh thì họ cũng chảy nước mắt. Cái thứ ba
là khi một người cảm nghiệm về pháp, suy tư về pháp, và cái niềm hỷ lạc, sự xúc động, cái pháp hỷ nó trào dâng, thì nó cũng làm cho người đó chảy nước mắt. Cho nên là sư cô khi thực hành, mình có chảy nước mắt thì cũng không sao. Tuy nhiên, đừng có hướng, tức là tôi hành thiền là sau này tôi hành thiền là phải cảm động chảy nước mắt, thì không nên có cái hướng đó. Khi mà quý vị hỏi thì sư rất là hoan hỷ, bởi vì khi quý vị hỏi như vậy á, chứng tỏ là chúng ta có thực hành, có thực hành, có trải nghiệm. Như sư nói đó, chúng ta phải hấp cái muỗng canh đó vào để nó ngấm vào trong người của mình mới chìm vào trong đó được. Chứ nó không đơn thuần chỉ là những dòng suy tư. Và trước khi bắt đầu vào bài học một lần nữa, sư mời quý vị chắp tay trước và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thưa quý vị, việc thực hành tùy niệm Phật á, giúp cho chúng ta có thể đem ứng dụng vào rất nhiều trường hợp. Thứ nhất là khi chúng ta sợ hãi thì chúng ta cũng có thể tùy niệm Phật. Rồi khi mà chúng ta cần tăng trưởng niềm tin thì chúng ta cũng có thể tùy niệm Phật. Hoặc là khi chúng ta ô nhiễm, chúng ta chới với, chúng ta cần một điểm nương tựa thì chúng ta cũng có thể tùy niệm Phật. Việc thực hành tùy niệm Phật giúp cho chúng ta hiểu Phật hơn, và chúng ta tin Ngài hơn, và tin là có lý do để tin, chứ không đơn thuần là chúng ta xem Ngài như là một vị thần. Không có. Khi mà chúng ta lo sợ, ví dụ như chúng ta đi đến những nơi đáng sợ, đi vào trong rừng, hoặc là chúng ta đối diện với căn bệnh, hoặc là chúng ta đối diện với cái chết, thì khi chúng ta thực hành tùy niệm Phật như vậy, bằng cách là chúng ta chìm vào trong ân đức của Ngài, lúc bấy giờ chúng ta sẽ cảm nhận giống như mình đang ở dưới sự bảo hộ của Ngài, đang ở dưới cái ân của Ngài. Sư tạm dùng là cái hào quang, mình ở dưới hào quang của Ngài. Còn với những người mà họ không thực hành đề mục tùy niệm Phật, cái sự hiểu của họ về Phật nó hạn chế lắm. Thành ra khi mà họ suy tưởng, họ khó lòng cảm nhận được việc chìm vào trong cái ơn của Đức Phật, trong ân đức của Ngài. Cho nên khi một hành giả sợ hãi, vì ấy chìm đắm vào trong ân đức của Đức Phật, vì ấy sẽ cảm thấy an tâm, giống như là có nơi nương tựa, và vì ấy vượt qua sự sợ hãi. Rồi trong bước đường tu tập,
Có những khi nội tâm của chúng ta ô nhiễm, mà khi chúng ta tùy niệm Phật như vậy, chúng ta cảm thấy những toan tính, những lo lắng của chúng ta trở nên tầm thường, trở nên bé nhỏ khi chúng ta đến gần với Ngài. Việc thực hành đề mục tùy niệm Phật giúp cho chúng ta gần gũi với Phật hơn. Và khi chúng ta gần gũi với Phật hơn, chúng ta nhìn thấy những điều cao thượng nơi Ngài, rồi chúng ta có thể buông bỏ những suy nghĩ, những toan tính tầm thường của mình. Khi chưa thực hành tùy niệm Phật, chúng ta thấy nó lớn lắm, những lo lắng, những suy tư nó lớn lắm. Nhưng khi chúng ta tùy niệm Phật, nương tựa nơi Ngài, chìm đắm trong ân đức của Phật, chúng ta sẽ thấy nó nhỏ nhoi, nó không đáng kể, nó không quan trọng như chúng ta vốn tưởng là như vậy. Cho nên khi nương nhờ vào Ngài, chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng. Rồi khi chúng ta tùy niệm Phật như vậy, nhờ hiểu Phật hơn mà niềm tin của mình tăng trưởng nhiều hơn. Đặc điểm của đề mục tùy niệm Phật là tăng trưởng cả niềm tin lẫn trí tuệ, chứ không thiên về một bên nào. Và bây giờ chúng ta qua tiếp ân đức Bút Thô, tức là Phật. Ở trong Nít Đề Xá đó, sở dĩ Ngài được gọi là Bút Thá. Bút Thá có nghĩa là giác ngộ, mà Bút Thô có nghĩa là người giác ngộ. Cho nên ở trong Nít Đề Xá có một cái định nghĩa là Ngài là đấng tìm ra những chân lý, cho nên Ngài gọi là giác giả, tức là người giác ngộ. Rồi Ngài là người đánh thức chúng sinh, cho nên Ngài là giác giả. Khi chúng ta thực hành thì chúng ta suy tưởng, lúc bấy giờ hình ảnh của Đức Phật hiện trong tâm của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu suy tư ân đức của Ngài. Ngài đã đi tìm và Ngài đã tìm ra chân lý, Ngài đã tìm ra con đường thức tỉnh, Ngài đã tìm ra cách thức để thoát khỏi giấc mộng trầm luân. Chúng sanh chìm trong bể khổ trầm luân, Đức Thế Tôn Ngài đã thức tỉnh, Ngài tìm ra phương pháp thức tỉnh. Ta nương tựa vào Ngài, niềm hoan lạc, niềm an lạc trào dâng trong ta. Rồi vì lòng bi mẫn, cho nên Ngài đã hướng dẫn chúng sanh phương pháp thoát ra khỏi giấc mơ sanh tử. Khi chúng ta chìm đắm trong ân đức này, chúng ta sẽ thấy được Ngài thật vĩ đại. Khi tất cả chúng sanh đang mê ngủ, ngủ trong giấc mơ luân hồi, thì Ngài là chúng sanh đã tìm ra con đường thức tỉnh. Ngài đã thức tỉnh khỏi lớp màn vô minh. Rồi sau đó Ngài hướng dẫn cho chúng sanh cũng thức tỉnh như Ngài. Cái sự thực hành phải nói là rất khó để truyền đạt cái trải nghiệm và sự thực hành
đến với quý vị để mà quý vị có thể trải nghiệm và thực hành được. Sư không nói sư chứng đắc cái gì, nhưng mà khi sư suy tư về cái ân đức Bút Thá này, và sư tin là nhiều người cũng vậy, nó không dính, nó chưa có chứng đắc gì đâu. Nhưng mà nếu như chúng ta chìm vào, chúng ta suy tư, chúng ta sẽ có những trải nghiệm nó đặc biệt. Giống như là một người uống nước vậy, uống một cái ly nước trà hoặc uống một ly cà phê, họ trải nghiệm thì cái sự trải nghiệm đó rất đặc biệt. Thì cái ân đức Bút Thô thì chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng nếu như chúng ta thực hành, chúng ta chìm trong ân đức này, thì chúng ta hoàn toàn có thể hỷ lạc cả một ngày. Ân đức tiếp theo và cũng là ân đức cuối cùng, đó chính là Thế Tôn Phagawa. Đây là ân đức có nhiều ý nghĩa nhất. Khi quý vị thực hành, chúng ta có thể thực hành tuần tự từng loại ý nghĩa một, tức là chúng ta không phải đọc như là trả bài, mà chúng ta chọn lấy một ý nghĩa rồi chúng ta chìm vào trong ý nghĩa đó, chúng ta suy tư về nó, thể nghiệm nó, để chúng ta thấm đẫm trong ân đức của Phật. Đầu tiên á, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài định nghĩa là cái từ Thế Tôn này, Phagawa này, không phải là danh xưng do cha mẹ đặt ra, mà nó xuất phát từ sự giải thoát rốt ráo của những đấng giác ngộ, những đấng Thế Tôn, cùng với sự đạt được chánh biến tri dưới cội Bồ Đề. Cho nên Ngài mới gọi là Đức Thế Tôn. Cho nên danh xưng này á, là một danh xưng dựa trên sự chứng đạt, chứ không phải là danh xưng do ai đặt ra. Ở trong thời kỳ Đức Phật á, ông Niganatha, ông cũng có một biệt hiệu là Phagawa. Nhưng mà cái Phagawa của ông á, là cái Phagawa do ông tự đặt, do người ta gọi ông. Còn Phagawa của Đức Phật là có được do sự chứng đạt. Chính bởi vì như vậy, trong cái câu là Nam Mô Tassa Phagavato, chúng ta có từ là Tassa. Tassa có nghĩa là cái vị ấy, cái vị đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi đảnh lễ Đức Phagawa này nè, là Đức Phagawa này nè, chứ không phải là cái ông Niganatha kia. Thành ra ý nghĩa đầu tiên á, là đây là danh xưng dựa trên sự chứng đạt. Ngoài ra đó, Thế Tôn còn là một cách xưng hô khi chúng ta tôn kính Ngài. Khi mà chúng ta là người đệ tử của Phật, tăng ni cư sĩ, khi gọi về Ngài á, thì chúng ta thường dùng từ là Đức Thế Tôn, tức là Phagawa. Còn ngoại đạo á, thì thường gọi Đức Thế Tôn là Sa Môn Gotama, là Sa Môn Cồ Đàm. Cho nên cái cách gọi Sa Môn Cồ Đàm á, hoặc là Sa Môn Gotama, là thường là ngoại đạo gọi Đức Thế Tôn. Còn mình á, là cận sự nam, cận sự nữ, thì mình gọi Ngài là Đức Phagawa. Sư biết là sau này nó còn có một cái kiểu chế, hình như là Nam Mô Sakyamuni Buddha thì phải. Nhưng mà
chúng ta biết là biết vậy chứ đừng có tụng theo nó kỳ lắm. Đừng có đọc câu đó nó kỳ lắm. Tại vì câu đó đó nó sai ngữ pháp. Và thời Phật không ai gọi như vậy hết. Chúng ta muốn đảnh lễ Phật là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ngoài ra đó nó còn một ý nghĩa nữa là chúng ta gọi Ngài là Đức Thế Tôn, là bởi vì Ngài là người đã phá vỡ những nguồn gốc, những gốc rễ ô nhiễm là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến. Cho nên khi chúng ta thực hành, đôi khi chúng ta cảm thấy mình bị ô nhiễm, mình chìm, mình bị ô nhiễm bởi tham, ô nhiễm bởi sân, ô nhiễm bởi ngã mạn, thì khi đó mình suy tưởng đến ân đức của Phật. Ngài là bậc đã đoạn trừ, đã phá vỡ, đã không còn những gốc rễ ô nhiễm là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến. Trong quá trình tu thì bản thân sư cũng có phiền não. Sư chưa chứng đắc thì cũng đôi khi có phiền não. Một trong những cách mà sư đối trị với phiền não là vào giờ tụng kinh, hoặc là khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì quỳ xuống đảnh lễ Ngài. Cái cách mà sư đảnh lễ là như thế này. Đây là cái cách tùy niệm Phật danh hiệu Phát Ca Hoa. Ví dụ như khi đó đó đang bị cái tham dục làm phiền não, thì khi mà chắp tay á thì sư đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ly dục, Ngài đã đoạn tận ly dục, con xin nương tựa Ngài. Lạy một cái. Hoặc là khi mà sư bị ô nhiễm trong cái lòng sân hận thì cũng lên thắp nhang quỳ trước Phật đảnh lễ Ngài, tùy niệm Phật Đức Thế Tôn, Ngài là bậc vô nhiễm, Ngài đã diệt trừ sân hận, Ngài luôn có lòng từ mẫn với chúng sanh, con xin đảnh lễ và nương tựa Ngài. Lạy một lạy. Cá nhân sư tùy vào thời điểm đó mình đang bị cái ô nhiễm nào thì mình lạy Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài là bậc vô nhiễm. Và chỉ bằng ba cái lạy suy tưởng đến ân đức của Phật thì ô nhiễm trong tâm nó giảm nhẹ. Cho nên khi chúng ta suy tưởng về ân đức này, áp dụng những khi nội tâm của chúng ta bị ô nhiễm, thì chúng ta có thể suy tư về ân đức của Ngài, mình nương tựa Ngài để mình cũng được góp phần vào sự vô nhiễm. Rồi sở dĩ Ngài được gọi là Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài đã truyền trao chánh pháp, Ngài đã truyền dạy chánh pháp đến cho chúng sanh. Giáo pháp của Ngài nó cao thượng. Như sư nói hồi nãy, Ngài đã tìm ra con đường thức tỉnh, và vì lòng bi mẫn Ngài chỉ cho chúng sanh thấy con đường thức tỉnh và thực hành để được thức tỉnh. Chính bởi vì Ngài đã truyền trao giáo pháp cho nên Ngài gọi là Thế Tôn. Ngài là người đầu tiên phá vỡ bức màn vô minh.
Ngài giống như trong một rổ trứng, Ngài là con gà đầu tiên phá vỡ lớp vỏ để đi ra khỏi cái trứng. Cho nên Ngài là bậc cao thượng hơn tất cả, do đó Ngài gọi là Đức Thế Tôn. Rồi sở dĩ Ngài được gọi là Đức Thế Tôn Phagawa, bởi vì Ngài đã chấm dứt hoàn toàn nghiệp tái sanh và nghiệp bình sanh. Khi chúng ta suy tưởng về Ngài, chúng ta thấy rằng chúng sanh luôn gieo nhân sanh tử luân hồi, còn Ngài, Ngài đã diệt trừ, Ngài đã làm cạn kiệt sự luân hồi, Ngài không còn nghiệp tái sanh, và Ngài đã chấm dứt nghiệp bình sanh, Ngài không còn tạo nghiệp nữa. Thân và khẩu của Ngài không còn tạo nghiệp nữa. Cho nên chúng ta nương tựa Ngài, bởi vì Ngài là bậc vô nhiễm, bậc thức tỉnh, bậc không còn luân hồi nữa. Chúng ta tiếp, sở dĩ Ngài được gọi là Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài là bậc có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập. Tức là lúc bây giờ trong tâm của chúng ta chìm trong ân đức Phagawa, chúng ta thấy Ngài là một hình tượng hoàn mỹ. Ngài đã trọn vẹn về thân, Ngài đã trọn vẹn về giới, Ngài đã trọn vẹn về tâm, Ngài đã trọn vẹn về tuệ. Ngài là một bậc hoàn mỹ, Ngài đã trọn vẹn tất cả. Giới của Ngài đã trọn vẹn, thân của Ngài đã trọn vẹn, tâm của Ngài đã trọn vẹn, tuệ của Ngài đã trọn vẹn. Và chúng ta chìm đắm trong ân đức đó. Thế nào là thân đã được tu tập? Đó là bởi vì Ngài đã viễn ly, thân của Ngài đã viễn ly, Ngài tránh xa những nơi ô nhiễm, những nơi ồn ào náo nhiệt, những nơi náo động. Ngài như một con sư tử ưa thích sự vắng lặng. Ngài xứng đáng để sở hữu 4 món vật dụng. Ngài giống như là một vị chủ nhân sở hữu tài sản của mình. Ngài không mắc nợ bất cứ ai. Sẵn thì sư đề cập ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói là những hạng người. Thứ nhất là hạng người như là kẻ cướp, tức là những vị xuất gia mà giới không tu tập, định không tu tập, tuệ không tu tập, chỉ biết ăn đồ của đàn na tính thí, ăn đồ của tam bảo, tu thì không chịu tu, ăn thì tích cực ăn, thì với người đó được gọi là kẻ cướp ở trong Phật giáo. Cái thứ hai là loại người giống như người mắc nợ, tức là mình xuất gia nhưng mà tu giải đãi lười biếng, cũng có tu, cũng có giới định tuệ nhưng mà nó kém quá, giải đãi lười biếng, thì đó là kiểu tu như người mắc nợ. Còn kiểu tu như người làm công là giống như một vị hành giả, một vị tu sĩ sau khi xuất gia nỗ lực thực hành giới học, định học,
tuệ học, giữ gìn chánh niệm, liên tục nỗ lực hướng tâm đến sự giải thoát giác ngộ nhưng vẫn còn phàm, thì vị ấy như người làm công, tức là làm tới đâu thì hưởng tới đó. Rồi loại người ấy, như là người thừa tự, tức là đứa con thừa kế tài sản của người cha, đó là chỉ cho các vị thánh. Thì các vị ấy là xứng đáng để thừa hưởng gia tài của Đức Phật, xứng đáng để thừa hưởng bốn món vật dụng. Còn Đức Phật là như người gia chủ, tức là Ngài có thể thoải mái sử dụng bốn món vật dụng mà không có lỗi lầm. Cho nên là chỉ có bậc thánh thì mới xem như là không có nợ của đàn na tín thí, có thể sử dụng bốn món vật dụng mà không vì như vậy trở nên ô nhiễm. Cho nên chúng ta suy tư Đức Thế Tôn, Ngài là người xứng đáng thọ dụng bốn món vật dụng, Ngài xứng đáng sở hữu những tài sản đó. Nhưng mà Ngài xứng đáng là một chuyện, nhưng Ngài luôn luôn ở trong tâm thế buông bỏ. Cho nên Ngài như hoa sen vậy. Rồi Ngài còn giữ phần hoặc là sở hữu vị của Pháp, vị của giải thoát về thắng giới, thắng tâm và thắng tuệ. Tức là Ngài đã sở hữu, Ngài đã đầy đủ, Ngài đã thành tựu về thắng giới, thắng tâm và thắng tuệ. Ở trong Nít Đê Xá đó thì có giải thích, cái này chắc có lẽ là quý vị chỉ xem thôi, rồi về chúng ta ghi lại sau. Trong Nít Đê Xá, Đức Thế Tôn dạy thế nào là việc nào là học tập về thắng giới. Cái này là Đức Thế Tôn dạy cho hàng đệ tử. Ở đây vị tỷ kheo là vị có giới, sống thu thúc với sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. Nhóm giới nhỏ, nhóm giới lớn, giới là nền tảng, phần khởi đầu, sự thực hành, sự ngăn giữ, sự thu thúc, sự mở đầu, sự dẫn đầu, nhằm chứng đạt các thiện pháp. Việc này là sự học tập về thắng giới. Giới chúng ta đã học ở phần giới trong Thanh Tịnh Đạo. Thế nào là giới là phần mở đầu, thế nào giới là sự thực hành, thế nào giới là sự ngăn giữ, thì chúng ta đã học ở phần giới rồi. Điều mà chúng ta lưu ý như thế này: thế nào là sự thực hành về thắng giới, tức là sự nỗ lực thực hành về giới nhằm mục đích hướng đến sự cao thượng, chứng đạt các thiện pháp. Ở đây là sự chứng đạt giải thoát giác ngộ, nghĩa là chúng ta thực hành về giới nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó gọi là sự thực hành về thắng giới. Còn Đức Thế Tôn, Ngài đã hoàn toàn trọn vẹn về thắng giới. Ngài đã dành 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp để Ngài thực hành giới, để hướng đến sự giác ngộ.
Và giờ đây Ngài đã hoàn toàn tròn đủ, hoàn toàn hoàn thiện về giới. Thánh giới Ngài đã có. Rồi thế nào á là thánh tâm? Thánh tâm ở đây nói một cách ngắn gọn thì đó là sự chứng đắc các tầng thiền. Còn ở trong Niết Đề Xá thì nói rằng việc nào là sự học tập về thắng tâm. Ở đây vị tỷ khưu sau khi tách ly khỏi các dục, tách ly khỏi các bất thiện pháp, đạt đến và trú thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly, do sự vắng lặng của tầm và tứ, đạt đến và trú thiền thứ nhì, có sự tĩnh lặng thuộc nội phần, có trạng thái chuyên nhất của tâm, không tầm, không tứ, có hỷ lạc sanh lên do định, do sự không còn luyến ái ở hỷ, an trú xả, có niệm và có sự nhận biết rõ và cảm nhận lạc bằng thân. Đó là điều mà các bậc thánh gọi là có xả, có niệm, có sự an trú vào lạc, đạt đến và trú thiền thứ ba. Và do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ ở thân, do sự biến mất của hỷ tâm và ưu phiền đã có ngay trước đó, đạt đến và trú thiền thứ tư, có sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc. Việc này là sự học tập về thắng tâm. Tức là chúng ta học tập và thực hành để chúng ta có thể chứng đắc các tầng thiền. Ở đây trong đoạn này mô tả rất rõ trạng thái và phương pháp để đạt đến các tầng thiền. Tuy nhiên do chúng ta vẫn chưa đạt đến đó cho nên chúng ta đọc thấy nó còn khó hiểu. Nhưng khi chúng ta thực hành đạt đến thì chúng ta có thể xem đây là một tấm bản đồ chỉ đường đi. Cho nên tóm gọn lại, việc thực hành để đạt đến thắng tâm chính là việc chứng đắc các tầng thiền. Còn Đức Thế Tôn, Ngài đã trọn vẹn, đã có được, đã đạt được, đã sở hữu thắng tâm. Tức là Ngài đã đầy đủ các tầng thiền, Ngài đã an trú được trong các tầng thiền. Và đối với Ngài, việc thực hành thiền không hề khó khăn. Và Ngài hoàn toàn có thể an trú và hưởng sự an lạc ở trong thiền. Cho nên khi Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài ra vào liên tục các tầng thiền, từ sơ thiền cho đến phi tưởng, phi phi tưởng, là để Ngài tri ơn các tầng thiền chứng. Rồi thế nào là thắng tuệ? Thì thắng tuệ ở đây là trí thấy rõ duyên khởi và tứ đế, thì chúng ta gọi là thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng tuệ? Ở đây vị tỳ khưu là vị có trí tuệ, thành tựu về tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phần vào sự thấu triệt cao thượng, dẫn đến việc cạn kiệt hoàn toàn của khổ. Vị ấy nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là nhân sanh khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự diệt tận khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là các lậu hoặc, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là nhân sanh các lậu hoặc, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự diệt tận các lậu hoặc, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Việc này là sự học tập về thắng tuệ. Nói thì nó tương đối dài dòng, nhưng khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ
khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì bằng trí tuệ quán chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Đương nhiên cái thấy rõ ở đây là thấy rõ ở mức độ phàm phu, là chúng ta thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, và chắc chắn là phải có sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Một vị hành giả khi thực hành tứ niệm xứ, trí tuệ vị ấy sẽ tăng trưởng, và khi đó vị ấy nhìn cái gì cũng dưới cái nhìn của tứ đế. Rồi vị ấy nhìn cái gì cũng thấy được đây là các lậu hoặc, đây là nguyên nhân sanh ra các lậu hoặc, và chắc chắn là có sự diệt tận các lậu hoặc, và đây là con đường đi đến sự diệt tận các lậu hoặc. Sư nói nếu như quý vị chưa từng thực hành tứ niệm xứ thì quý vị sẽ thấy là giống như sư chỉ nói qua thôi. Nhưng khi quý vị có thực hành á, thì quý vị sẽ có sự trải nghiệm những gì sư đã nói. Đương nhiên trải nghiệm ở đây là trải nghiệm ở cấp độ phàm phu, chứ sư không dám nói là sở chứng gì ở đây cả. Tiếp nữa đó, là chúng ta suy tư Đức Thế Tôn Ngài đã sở hữu về thắng tuệ, Ngài đã hoàn toàn trọn vẹn thắng tuệ. Có nghĩa là sao? Trong cặp mắt trí tuệ của Ngài, Ngài nhìn đâu cũng bằng Phật nhãn, tức là Ngài thấy rõ bốn đế trong tất cả cái mà Ngài nhìn. Ngài nhìn chúng ta là Ngài thấy bốn đế, Ngài nhìn chúng sanh là Ngài thấy bốn đế, Ngài nhìn các pháp sanh diệt và hoạt động ở thế gian này, Ngài đều thấy bốn đế. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta suy tư, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh đầy trí tuệ của một vị chánh đẳng giác. Khi mà Ngài nhìn đâu, Ngài cũng thấy rõ lý tứ đế. Tiếp nữa, chúng ta lại suy tư, Ngài sở dĩ gọi là Phagawa bởi vì Ngài đã viên mãn về các tầng thiền và về tứ vô lượng tâm. Các tầng thiền thì sư đã nói rồi, tứ vô lượng tâm ở đây là từ bi hỷ xả. Ngài có lòng từ với tất cả chúng sanh, tâm từ của Ngài mạnh mẽ dữ lắm. Ngài thương tất cả chúng sanh như con ruột của mình, và Ngài luôn có lòng bi mẫn với tất cả chúng sanh. Từ là gì? Từ á, giống như một người mẹ nghĩ về đứa con ruột duy nhất của mình với sự mong mỏi là đứa con đó đạt được sự an vui. Còn bi á, là mình nhìn chúng sanh với lòng bi mẫn và mong mỏi cho chúng sanh đó không chịu những khổ đau. Còn tâm hỷ là nhìn chúng sanh và hoan hỷ vui với nhân lành và quả lành mà chúng sanh đã tạo. Còn xả là sự bình tâm, hiểu rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Cho nên khi chúng ta suy tưởng về ân đức của Phật, chúng ta sẽ thấy rằng
Ngài luôn nhìn chúng sanh bằng tứ vô lượng tâm, tức là Ngài luôn thương chúng sanh, mong cho chúng sanh được sự an vui. Vì lòng bi mẫn, Ngài thương chúng sanh và mong chúng sanh không phải chịu đau khổ. Khi Ngài thấy chúng sanh làm những việc lành, Ngài luôn có niềm hoan hỷ. Và sâu thẳm bên trong, Ngài biết rõ mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Cho nên chúng sanh nào có duyên với Ngài thì Ngài sẽ đến Ngài tế độ. Còn những chúng sanh khác chìm đắm trong dục lạc, chìm đắm trong đau khổ, thì Ngài nhìn chứ, Ngài thấy, Ngài biết, Ngài thương. Nhưng mà Ngài hiểu mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Cho nên khi chúng ta suy tưởng về ân đức của Phật, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta sẽ tránh được trạng thái là cầu sinh. Mình xin Phật cái này, xin Phật cái kia. Bởi vì mình biết rõ là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Ngài thương mình lắm nha, Ngài thương mình lắm, nhưng Ngài biết là mình có nghiệp của mình. Cho nên trừ khi mình có duyên với Ngài để Ngài độ cho mình giác ngộ thì mình mới gặp Ngài được thôi. Chứ còn không thôi, Ngài thương là thương, chứ còn Ngài hiểu, Ngài không có can thiệp. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta thực hành đề mục tùy niệm Phật là chúng ta đang gieo duyên lành đến với Ngài. Rồi chúng ta suy tư, sở dĩ Ngài được gọi là Phát Giác Hoa, bởi vì Ngài đã hoàn mãn 37 phẩm trợ bồ đề. Đó là gì? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Chúng ta là những người đang thực hành, cần phải thực hành. Còn Đức Phật, Ngài là người đã hoàn tất. Cho nên khi chúng ta suy tưởng về ân đức của Ngài, chúng ta sẽ thấy Ngài là bậc đã hoàn tất việc cần làm. Việc tu Ngài đã hoàn tất rồi. 37 phẩm trợ bồ đề Ngài đã hoàn mãn. Ngoài ra chúng ta còn suy tư, sở dĩ Ngài được gọi là Đức Thế Tôn bởi vì Ngài có đủ 10 Như Lai lực. Thế nào là 10 Như Lai lực? Chúng ta thường hay nghe Ngài là Đấng Thập Lực. Thập lực ở đây là 10 Như Lai lực. Thứ nhất là Ngài biết cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Ví dụ như là khi Đề Qua Đát Tá mong muốn đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn Ngài thương Đề Qua Đát Tá dữ lắm. Ngài thương Ngài Ra Hú Lá như thế nào thì Ngài thương Đề Qua Đát Tá cũng y chang như vậy. Tình thương của Ngài là không bờ bến, không phân biệt. Nhưng mà Ngài biết sự kiện này chắc chắn sẽ xảy ra, đó là Đề Qua Đát Tá không thể gặp Ngài được. Chắc chắn Đề Qua Đát Tá sẽ phải xuống địa ngục. Sự kiện đó chắc
chắn sẽ xảy ra. Còn sự kiện chắc chắn không thể xảy ra đó là Đề Qua Đa Tá có thể gặp Đức Thế Tôn. Chuyện đó là không có. Cho nên Ngài biết chắc như vậy. Và ở trong thế gian này, Ngài biết chắc rất nhiều thứ tương tự như vậy. Và đó là một trong 10 Như Lai lực. Cái thứ hai là Ngài biết rõ tính chất bất khả tư nghị của nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta chỉ biết nghiệp và quả của nghiệp ở mức độ sơ khởi. Còn Đức Thế Tôn, Ngài biết một cách rốt ráo sự bất khả tư nghị về nghiệp và quả của nghiệp. Ví dụ như ở trong tiểu bộ phần Phật Thuyết Như Vậy, Đức Thế Tôn có nói: Này các tỷ kheo, nếu như một người hiểu rõ được quả báo của việc bố thí, thì dù cho miếng ăn cuối cùng vị ấy cũng không nỡ ăn nếu như có chúng sanh cần tới nó. Nghĩa là nếu như mình biết được quả báo của việc bố thí như là Phật hiểu á, thì cái miếng ăn cuối cùng á, mình cũng không nỡ ăn nữa. Ai xin mình cho luôn, mình không nỡ ăn. Mà tại vì mình không hiểu rõ, không hiểu hết cái nghiệp và quả của nghiệp, cho nên mình không có làm. Rồi những việc mà phạm giới, cái gì là nghiệp và quả của nghiệp, Đức Thế Tôn Ngài biết hết. Như trong trường hợp ông quan cận thần của vua A Xà Thế, thì trong một lần ông thấy Ngài Anuruddha, Ngài đi trên núi xuống, Ngài phải nhảy qua những mỏm đá đó, thì cái vị quan cận thần này mới buộc miệng nói là: ông sư mà như con khỉ. Đức Thế Tôn Ngài biết rõ nghiệp và quả của nghiệp, cho nên Ngài cảnh báo: nếu như ông quan này mà không sám hối với Ngài Anuruddha thì sẽ sanh làm con khỉ ở trong vườn kỳ viên. Và rất nhiều những trường hợp như vậy. Hoặc như trong trường hợp nhà vua Tịnh Giác, là cha ruột của bà Gia Du Đà La đó, cản Đức Thế Tôn, không cho Đức Thế Tôn khất thực. Ngài mỉm cười, bởi vì Ngài thấy rõ là vua Tịnh Giác 7 ngày sau thì sẽ phải rơi xuống địa ngục. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài thấy rõ được nghiệp và quả của nghiệp một cách rốt ráo. Cái thứ ba là Đức Thế Tôn Ngài biết rõ tất cả con đường đưa đến cảnh giới tái sanh. Tức là Ngài biết con đường nào là đưa đến cõi trời, con đường nào đưa đến địa ngục, con đường nào đưa đến ngạ quỷ, con đường nào đưa đến súc sanh, và con đường nào đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Ngài biết hết tất cả. Rồi cái sức mạnh thứ tư là Ngài biết rõ tất cả cảnh giới của tất cả chúng sanh. Ngài biết rõ cấu tạo của thế giới này là cái gì. Còn chúng ta nếu như nỗ lực ráng tìm hiểu thì chúng ta sẽ bị điên loạn, do trí tuệ của chúng ta chưa có hiểu hết được. Trong khi đó,
Đức Phật Ngài hiểu rõ cấu tạo của thế giới này là cái gì, từng cảnh giới nó như thế nào. Rồi cái thứ năm, Như Lai lực thứ năm, là Ngài biết rõ khuynh hướng của tất cả chúng sanh. Chúng sanh có 6 khuynh hướng chính là tham, sân, si, tầm, tính, trí. Chúng sanh nghiêng về cái khuynh hướng nào nhiều, rồi chúng sanh đó là một tập hợp những cái khuynh hướng trộn lẫn như thế nào, Ngài biết rõ. Rồi Như Lai lực thứ 6 là Ngài biết rõ trình độ cao thấp của chúng sanh, biết rõ sự cao thượng hay thấp kém ở mỗi chúng sanh. Nghĩa là Ngài thấy được chúng sanh nào là độn căn, chúng sanh nào là lợi căn. Tức là với chúng sanh nào là các căn của họ là chậm lục, học trước quên sau, học sau quên trước, khó nhớ, khó học, khó thực hành. Rồi chúng sanh nào có các căn bén nhạy, dễ dàng quan sát danh sắc, dễ dàng quan sát các pháp, dễ dàng nghe hiểu, dễ dàng thực hành. Đức Thế Tôn Ngài biết hết, Ngài nhìn là biết hết. Cho nên là khi chúng ta đứng trước mặt Ngài, chúng ta không có bất kỳ một bí mật nào hết. Mình đến với Ngài là mình không có bất kỳ một bí mật nào hết. Ngài nhìn mình là Ngài thấy hết. Và Ngài thương mình vô lượng, quý vị. Giống như bà mẹ đó, nhìn đứa con hiểu nó hết, hiểu hết, thương dữ lắm. Cho nên nếu Ngài giúp được mình là Ngài giúp. Mà cái Ngài giúp ở đây là gì? Là giáo pháp. Và ở đây chúng ta nương tựa vào Ngài để chúng ta hưởng ké nương tựa ân đức của Ngài. Rồi thứ bảy là Ngài biết rõ toàn bộ quá trình tu chứng xuất nhập tất cả các pháp hữu vi. Tức là Ngài biết rõ về tất cả các tầng thiền, đặc tánh của các tầng thiền xuất như thế nào, nhập như thế nào, Ngài biết hết, Ngài biết rõ nhất. Thì đây là cái Như Lai lực thứ bảy. Như Lai lực thứ tám là Túc Mạng Minh, là Ngài biết rõ tiền kiếp của bản thân. Cái này là buổi trước sư đã giải thích rồi ha, cho nên bây giờ không giải thích lại nữa. Thứ chín là Ngài có sanh tử minh, là Ngài biết rõ nguyên nhân luân hồi của tất cả chúng sanh. Ngài biết tại sao chúng sanh này lại sanh vào cảnh giới này. Mà bình thường có thể là họ không ý thức được, như trường hợp của một anh, một người, một chàng thanh niên, khi mà cái người hành quyết, cái người mà chặt đầu phạm nhân về hưu, thì anh này ảnh xung phong để ảnh làm cái nghề đao phủ, đúng là nghề đao phủ. Thì nhà vua mới hỏi là tại sao người ta tránh nghề này, anh lại đi xung phong làm nghề này. Thì anh này mới nói là 7 kiếp liên tục rồi tôi sanh cõi trời cõi người, mà 7 kiếp liên tục là tôi thường xuyên sát sanh, cho nên tôi ghi nhận rằng, tôi hiểu rằng
là nhờ sát sanh cho nên là tôi sanh về cõi người cõi trời, và nhờ sát sanh á cho nên tôi có thần thông để tôi nhớ được tiền kiếp. Thì Đức Thế Tôn ngài giải thích rằng anh này á, kiếp quá khứ ảnh đã từng cúng dường một vị Phật độc giác, và ảnh có lời phát nguyện là cho con sanh ra có trí nhớ tiền kiếp. Chính bởi vì như vậy, trong bảy kiếp, dù ảnh có làm ác nghiệp như thế nào thì ảnh cũng vẫn sanh về cõi người cõi trời, nhờ cái phước mà cúng dường vị độc giác năm xưa. Cho nên dù ảnh có sát sanh thì ảnh vẫn sanh cõi người cõi trời. Nhưng anh này ảnh không biết, và ảnh nhầm tưởng là do ảnh sát sanh cho nên mới sanh thiên. Chính vì như vậy, Đức Thế Tôn ngài biết rõ nguyên nhân luân hồi của tất cả chúng sanh, thì đó gọi là Như Lai lực. Và cái thứ 10 là Lậu Tận Minh, tức là ngài có khả năng giúp cho chúng sanh khác cũng được giải thoát giác ngộ. Thì đây là 10 Như Lai lực. Ngoài ra Đức Thế Tôn ngài còn có 4 pháp vô úy. 4 pháp vô úy đó là gì? Thứ nhất là ngài không sợ ai nghi ngờ về sở chứng của bản thân, tức là ngài đã đắc thành quả vị chánh đẳng giác, và thật sự là như vậy, cho nên ngài không sợ bất cứ ai nghi ngờ là ngài chưa chứng đắc mà ngài cho rằng mình đã chứng đắc. Cái thứ hai là ngài đã diệt trừ tất cả các lậu hoặc, tức là tất cả các ô nhiễm, cho nên ngài không sợ bất cứ ai nghi ngờ về điều đó. Cái thứ ba là cái gì ngài nói là chướng ngại thì đó chắc chắn là chướng ngại. Ngài không bao giờ nghi ngờ và lo lắng người khác chất vấn ngài. Như có một vị tỷ kheo, khi vị ấy quan sát và thấy rằng những người cư sĩ chứng thánh vẫn sinh hoạt gia đình bình thường, thì vị tỷ kheo ấy có tà kiến rằng các dục không phải là trở ngại. Thì khi đó đó, các vị tỷ kheo khác là khuyên vị ấy hãy từ bỏ tà kiến đó đi. Nhưng vị ấy không từ bỏ, thì các vị tỷ kheo mới đem đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói, cái gì mà Như Lai nói là trở ngại thì đó chắc chắn là trở ngại. Cho nên đây là một trong 4 vô sở úy của Đức Thế Tôn. Và cái thứ 4 là phương pháp nào Đức Phật hướng dẫn thì chắc chắn đó là phương pháp đi đến sự đoạn tận khổ đau. Ngài hướng dẫn đi ra khỏi dòng luân hồi thì chắc chắn nó không lệch đi đâu được, và ngài không sợ người khác chất vấn về điều đó. Thì đây là 4 pháp vô úy của Đức Phật. Ngoài ra ngài còn có 4 tuệ phân tích. Thì tuệ phân tích là sư đã nói rồi nha. Đó là gì? Thứ nhất là cái nghĩa phân tích, tức là một cái câu pháp có thể phân tích ra không trở ngại. Cái thứ hai là pháp phân tích, là nhìn bất kỳ cái gì cũng có thể liên tưởng đến pháp.
Ví dụ như ngài Ananda thấy đi trên đường, ngài thấy cái gì là ngài đi về ngài kể lại với Đức Thế Tôn. Bởi vì là ngài nghĩ rằng khi Đức Thế Tôn nghe thì ngài sẽ nhân đó mà ngài có một thời pháp. Ví dụ như có lần ngài thấy là một cái người bắn cung có thể bắn một mũi tên xuyên qua mười mấy cái vòng, thì ngài về kể Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới hỏi: này Ananda, bây giờ nếu như lấy một sợi tóc chẻ ra làm bốn rồi chụm nó lại thì theo ông là nó dễ, nó khó hơn hay là cái chuyện mà bắn mũi tên xuyên qua mấy cái vòng nó khó hơn? Thì ngài Ananda mới nói là: bạch Thế Tôn, đương nhiên cái chuyện mà chẻ sợi tóc ra làm bốn rồi sau đó chụm lại là nó khó hơn. Đức Thế Tôn mới nói là: này Ananda, vậy đó mà cái chuyện một chúng sanh nhận ra rõ 12 duyên khởi hay là nhận ra rõ lý tứ đế nó còn khó hơn cái chuyện là một người có thể chẻ sẽ tóc ra làm bốn và sau đó chùm lại. Tức là bất kỳ hình ảnh nào thì ngài cũng có thể cho ra một lời pháp. Rồi thứ ba là ngôn ngữ phân tích. Tức là ngài không có chướng ngại về mặt ngôn ngữ. Ngài đi lên cõi trời là ngài nói cũng được, ngài lên cõi Phạm Thiên ngài nói cũng được, ngài đi qua các xứ sở nào thì ngài nói cũng được hết. Và thứ tư là ứng đối phân tích. Tức là ngài không bao giờ sợ sự chất vấn của ngoại đạo. Giống như là có một vị Bà La Môn nói là cái việc là chống lại một con voi dữ, ngó vậy chứ còn đường sống, chứ còn chống lại Đức Thế Tôn là không còn đường sống. Tức là ngài không bao giờ sợ bất kỳ ai đến chất vấn ngài hoặc là hỏi ngài, ách nạn ngài, bất kỳ cái gì ngài không sợ cái đó. Thì đó là bốn tuệ phân tích. Ngoài ra đó, ngài sở dĩ được gọi là Đức Thế Tôn bởi vì ngài có sáu thắng trí. Sáu thắng trí ở đây chính là lục thông. Thì đó là toàn bộ phương pháp thực hành tùy niệm ân Đức Phật. Chúng ta xong phần tùy niệm ân Đức Phật. Nói về lợi ích đó, thì nhờ việc tùy niệm ân Đức Phật thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tôn kính bậc đạo sư. Bình thường mình thờ Phật, nhưng mà nếu quý vị thực hành tùy niệm Phật nhiều á thì mình sẽ tôn kính bậc đạo sư hơn. Rồi thứ hai là mình đạt đến sự viên mãn đức tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. Tức là bốn anh này nó phát triển đi đến sự viên mãn. Đức tin thì khỏi nói rồi, nhờ thực hành tùy niệm Phật đức tin của chúng ta tăng trưởng rất là mạnh. Rồi nhờ việc thường suy tư đến ân đức của Phật ấy, cho nên trí tuệ của chúng ta cũng tăng trưởng. Rồi nhờ việc thường xuyên suy tư ân đức của Phật cho nên niệm của chúng ta không bị
thất niệm. Và việc chúng ta tùy niệm Phật đem lại rất nhiều công đức, rất nhiều công đức. Rồi một lợi ích nữa là vị ấy có nhiều hạnh phúc và sự an lạc, chinh phục được sự sợ hãi và khủng bố. Tức là khi chúng ta thực hành tùy niệm Phật, chúng ta nương nhờ vào Ngài, nương nhờ ân đức của Ngài. Khi đó giống như chúng ta đang sống trong hào quang của Ngài, chúng ta được ân đức Phật che chở. Chính bởi vì như vậy mình thoát khỏi sự sợ hãi. Giống như một đứa bé gặp chó dữ thì nó sợ hãi, nhưng khi nó nắm được tay của mẹ nó thì khi đó là nó hết sợ, nó không có sợ hãi nữa, bởi vì nó nếp vào trong lòng mẹ nó, nó được yên tâm thoát khỏi sự sợ hãi. Rồi một cái quả báo nữa là vị ấy cảm giác như mình đang đứng trước mặt bậc đạo sư. Mình tùy niệm Phật như thế nào mà mình có thể tưởng giống như là Đức Phật đang trước mặt mình. Khi đó mình đi ngang qua tượng Phật thì mình cũng y như là mình đi ngang qua Đức Thế Tôn. Và thậm chí ở những nơi không có Đức Thế Tôn, không có tượng Phật, thì khi mình suy tưởng như vậy cũng giống như Đức Phật đang ở gần mình. Điều đó tương ứng với câu Phật ngôn là ai thấy Pháp thì thấy Như Lai. Người nào thấy Như Lai là phải thấy Pháp. Thân xác vị ấy khi trú trong tưởng niệm những đặc tính đặc biệt của Phật thì trở thành đấng tôn trọng như một điện thờ Phật. Lúc bấy giờ một vị hành giả an trú vào trong đề mục tùy niệm Phật, như sư nói, giống như vị ấy đang nương nhờ vào cái hào quang ân đức của Phật. Lúc bấy giờ tấm thân vị ấy như là một tháp thờ Xá Lợi Phật. Thành ra cái việc chúng ta thờ mấy viên Xá Lợi niệm tinh nó không bằng việc chúng ta thực hành tùy niệm Phật. Bởi vì khi đó bản thân người thực hành như một ngôi bảo tháp. Thành ra là cái này là dành cho những vị tu sĩ, tức là dành cho các thầy các cô. Chúng ta là tu sĩ, chúng ta đi đây đi kia, thường gặp những trường hợp Phật tử họ kính lễ mình. Có đôi khi mình ngại, mà tốt nhất là mình nên biết ngại. Mà khi mình ngại như vậy á, mình làm cái gì? Không phải là mình chắp tay mình lễ lại người ta, mà khi đó đó cái cách tốt nhất là mình an trú trong đề mục tùy niệm Phật, là mình suy tưởng đến ân đức của Phật. Khi đó giống như Phật đang có ở trong mình vậy. Thì khi đó người ta lạy là người ta đang lạy ngôi bảo tháp của Phật, chứ không phải người ta đang lạy mình. Thì như vậy mình cũng an tâm. Rồi lại nữa là khi chúng ta tùy niệm Phật thì tâm của chúng ta hướng về Phật. Mà tâm chúng ta hướng về Phật á, là chúng ta đang gieo duyên với Phật. Và đặc biệt là khi chết thì tâm của chúng ta là tâm hướng thượng, tâm hướng về Phật,
thì chúng ta có thể tránh được sự sa đọa. Bên cạnh đó, khi chúng ta tùy niệm Phật giống như là có một vị Phật ở kế bên mình, thì như thế trong những trường hợp mình đứng trước thử thách phạm giới thì tàm úy nó sẽ xuất hiện và mình sẽ ngăn chặn được việc phạm giới. Bởi vì khi đó giống như là Đức Phật đang đứng trước mặt của mình, mình đi ngang qua, mình gặp Ngài là mình phải biết ngại. Rồi điều cuối cùng là dù cho hành giả chưa đạt được điều gì cao siêu thì ít nhất trong hiện tại vị ấy cũng đạt được cảnh giới an lạc. Tức là mình có được hiện tại lạc trú an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Khi quý vị thực hành đề mục tùy niệm Phật, chúng ta sẽ cảm nhận được sự an lạc ngay trong nội tâm của mình. Chúng ta xong đề mục tùy niệm Phật. Và bây giờ xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá.